ready. Nhạc nghe ấy nhỉ, cứ du dương sinh tồn nó phải khắc nghiệt thế nhỉ. Chết trong thùng rác năm xưa chị. Chết rồi, bay ra ngoài rồi. Bay ra ngoài. Ừ, đây này. Ngại ngại nào. Bay ra ngoài. Thế nào mình đã thấy nghi nghi mà. Chị xin nhào với thằng em với thằng mặt của chị. Đấy, bay ra ngoài là mình đã nghi rồi. Lúc đấy tao 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 còn vào được cơ mà. Chỉ là tao không tắt được cái. Đại gì? Ở nhầm hai phát thì cũng sợ tóc đi. Nhưng không sao, tao rồi. Tung 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 Chắc tung. mặt là gì? Mặt chị bị gì? Hay là từ lúc cái cài cái kia đấy, phải restart lại máy. Chọn nhanh này. Ta start luôn. Skip. Rồi xong rồi. Em chưa chọn nhân vật mà. Cái gì đấy? Ủa chết rồi, tao vào mẹ một mình rồi. Mày đâu rồi? À đây rồi, nằm xịn con gái đứa. Play thôi đấy chưa? Start đàng hoàng bình thường. Ok. Từ 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 từ. Có vẻ hơi giật giật. Rồi chỉnh lại. Lại bảo lâu thì không nghe. Ai Ai biết? Giật này do mạng. Nó bảo ơ mình đã chỉnh là cái nút gì mà sao lại lúc nãy lại thấy có cái là nút cách nhỉ? Nhật đồ lại là nút cách. Use I don't feel đúng là đi cái kiểu mà không 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 phải ơ có cái đàn này nhặt lên. tập vỡ chị đàn vỡ lắp ăn lắp là tê chưa ăn lắp được. Thằng này nó lút hết đồ ở đây rồi. À, mấy kít. Sao cái này nó không có cái gì là thế nào? Toàn lóc này. Check out the smoke. Use your map to avoid getting lost. Ok. Map mờ. Ô. Chui trái này đâm đâm cái gì ạ? Út này cộng một. Tại này nó hiện này biểu tượng cái rìu trong khi mình đang dùng tay mà. Mày cầm hả? Thì bấm A lên. Weapon. Ơ có cả kiếm à? Đây là equipment. Bấm một xem nào. Anh biết cái sao tờ ở đâu 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 đây chị ạ? Một Ở đây nhé. là cái gì đấy? Gần cái đồng này. Sao lại shelter ở đây làm gì? Đây là Ơ, làm nào? Ở đâu? Chỗ nào là inventory? À B ở nhầm. Tao lúc nãy là B là gì? F F F F F. Đám lửa này, đám lửa mình có sẵn rồi thôi không cần. Cái này là shelter. Workshop thì cần gì? Đá nữa. Với kinh nghiệm một con người hay sinh tồn thì phải có rìu. Bổ đá. Thôi làm tạm cái xe tờ đi cho tránh gió tuyết bão đến đến nơi rồi đấy. Hay là Mà dùng được. cái to này dùng để chứa đồ với là dùng để nâng cấp. Chị vào đây sẽ cắm đồ nâng cấp. Sao lại khóa? Hình như là của mày rồi. Phải Ok thế chị ạ. dùng riêng. Được thế Tự vậy. xây đi, tự xây đi. Game cuối cùng. Úi À. Này. Dùng tay đấm, đang định nói cái câu đấy là nghi lắm, không thấy có cái ấy. Cái này để tăng mình có đang không điểm à? Backup. Ok, để nâng. Toàn dùng tay.
đây này. Chỉ cái workshop đi. Đây đây đây, đây. Có workshop này. Đây. À. Workshop. Đây là que này. Cái gì đấy? Khiên. How to? Chị kéo diều diều lên xong 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 rồi chị chọn là ô diều, chị ấn ấn F, ấn F đấy. F à? Của ta không phải là F, F nó là E. Hoặc rồi ok, chị, của ta là E rồi. Chị... Use là E. Cái này có độ bền nha. Cẩn thận. Ờ, nhưng mà lúc đang sử dụng skin point được một rồi này. Đang sử dụng là nó ấy. Vàng chóe kia nhìn cái khoán này. Ok. Ủa sao đâu rồi? Em cho vào túi cất đi rồi. Tắt chỗ. Tắt mùi luôn. Dạ. À mình phải nhìn chiều cổ. Quyết thì bằng cái nào đi? À, dùng cái này chặt gỗ cũng được. Úi dồi, ngày nhanh ý nhỉ, làm là nó sẽ bắt cái kia ấy ấy hơn. Chỉ đi chơi thôi. Bây giờ ở đây sao? Where is my inventory? Quần áo này. Đang quá chắc là level 2 mới được. Đây là cái gì đây? Special kiếm. Ê, mở đồ kiểu gì ấy nhỉ? Mở đồ á? Về tab. Chị chọn chị cái gì đấy không biết. Tại vì vừa mới chế cái ấy không, cái dìu để ấy, nhưng mà nó đâu nhỉ? Chị thấy ở dưới cái thanh không thấy con. Có thấy cái que mới cả ấy. Chị thử ở nút V hoặc ở nút tab để bật cái ba lô lên thì cũng là cái dìu chặt đá. Nó sắp teo rồi. Ô, có cái tên Amon. Nâng kỹ năng. Này chị có để quay đi không? Quay đi. Sao lại phải đi? Game có bảo thế. Chị ấn chuột cho trái cao vào cái lều vậy xong rồi chị ấn chữ backup để mang theo thì đi được. Ấn chuột trái vào lều backup đấy. Hoặc dùng que đi đường cho chắc ăn. Ta bị giật lắm. Chọn đấy đi. Ừ, thế nhỉ? Lâu đi. Khi không tự nhiên ở giật ấy. Có bật vi xin đâu. Cắt rồi. Đến ăn. Lâu đi chứ không phải đùa đâu, tự nhiên giật ấy. À đây lại mượt rồi. Lại bị hai à. Không mà chẳng qua cái gì ấy. Khóa cái FPS 60 cái mẹ gì giật lắm. Tao để 30 rồi. Ngon ngay. Đây mới là tôi có nhiều thôi. Tưởng mình skip.
làm gì? Ý là mình đã skip TikTok rồi ấy, có khi bây giờ đang chơi chính rồi đấy. Chị ấn E chữ E xe lên đi, chị thấy chưa skip TikTok rồi. À thế à? Sẽ skip mà có mẹ thì mình tầm này. Ô có nấm này. Ôi xe này. Nào xe, xe. Cái này là gì đây? Đá mới không? Có phải... Ui, có con lợn rừng này. Thỏ nữa này. Giết được nó đâu. Thỏ, thỏ thì giết được. Thỏ thì mẹ không không dùng không tên thì không giết được cứt. Chạy nhanh như quỷ. Lại còn trắng. Ui kìa, đấy. Lướt con lợn lòi này đi. Đấy, trước mặt này. Hai người chạy mấy. Mình chắc tutorial. Ui dồi, hai con. Tại bà mày giết lợn mày đi giết thỏ làm gì ở cái kia. Đi giữa lợn, tao phạt cho chết đi đó đấy. Con này rừng to lắm. Nó bảo chế cái que ở chỗ cái hút xót này chắc đi giết lợn đi chị. Chắc, ở đây có con hươu này nhưng mà chắc là mấy con này phải dùng tên thôi chứ. Chạy nhanh lắm. Chúng chế que đã. Ui đấy. Que, ta đang cầm que nè. Khi không mình bị mất cái ấy ạ. Dư chặt cây. Cái que à. Cho vào ngọn lửa thì nó sẽ thành cái gì? Lấy hết. Berry ăn luôn. Để lâu cút trâu vào buồn. Ăn. Úi dồi ôi. Úi dồi. Lên rồi. Chỉ là... chỉ có máu này mới cả nhiệt độ cái gì à để tăng cái gì người ta đi cạnh mày chắc là được thì xem nào 3433 nó vẫn giảm này 32 này thế mày có bị giảm không không mày chỉ ăn này đấy thức ăn này phun cứ cầm đi. Ta chưa bị chết đâu, ta vừa nhặt được mấy quả berry rồi. Em bị ngộ đông. Đấy, ăn phải lắm, ra giết con lợn này đi. Mày ôi chết. Chắc mình bị trễ mà, à mình bị lạnh. Chết rồi, ta bị lạnh, làm nào bây giờ. Màn hình đen thôi. Đưa, Adlock. Đứng tí đã cho nó lên đúng rồi tốt. Đây vào nhà chị ơi, vào nhà. Giết cái nốt con này đi, sợ gì. Vào nhà đi, giết. Giết nốt con đấy đi. Bão tuyết đâu mà lo, ta lên 49 độ rồi, không phải lo. Cái này không cửa. À, mày tới số rồi con. Mày tới số rồi con. Mày tới rồi. Skin boy cộng 1 dưới đây này. Chết đi. Nó sắp chết rồi. Không phải sợ. Chết ngay. Trời, một đống thịt. Này, ra mà mang thịt vứt vào trong này đi. Giết nốt con này đi. Kháng phá tầng hầm cái kia. Tư. Ta bị đói. 34. À đây từ ta thấy tao ăn hết đã. Bị chật tay thế. Event cho đi được có tí á. Tê cúc. Chỉ còn cái que không? Là cái gì? Từ ta đang nướng thịt. Que đâu. Chị tạo một cái que đi xong rồi chị kéo cái que vào cái đống lửa ấy thì nó sẽ thành một cái. Đấy. Đi. Cành đi đuốc á. Đuốc. Kéo cái que vào đúng lửa nhá. Kéo cái que. Que. Tao cho mà dùng đuốc sót đã. Que là cái đầu tiên đi đúng không? Đúng rồi. Cái que là cầm. Như đang cầm trên tay. Đúng rồi. Kéo cái trên tay vào đấy. Kéo chỗ cái hình biểu tượng cái que ở trên tay chị ấy vào đúng lửa ấy. Không kéo được. Inventory 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bây giờ nó lại đích có cái
cái que nữa. Ở bên tay tay trái cơ. Cái bên trên đấy. Cái... À, ô, ấy chuột giữa vào là nó ấy này, camera nó sát ở gần này. Thôi tạo chế một ý full ấy, cứ động tí là full nhỉ. Làm nào để mẹ bật cái inventory ra để biết là trong người có những cái gì bỏ bớt lên mẹ. Hay như chỉ được có 8 ô thôi sao ấy. Đúng rồi chị, em tạm ô. Thôi đợi tí, ê, đây, tao 100 rồi, từ 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 cho cái góc nhìn ra ngoài tí. Ok, đi, đi đâu? Wooden crate này. Crate cái mẹ gì này. Đấy, xong rồi. À, vứt bớt đồ vào đây. Từ từ vứt bớt đồ đã. Đợi ôi chật. Ơ, tại sao mình vứt ở đây xong rồi nó đi đâu hết rồi? Vừa vứt gỗ với cả đá vào mà. Mày lấy gì? Mặt dậy. Không sao. Ta đang bị chật. Chị vào nó dưới này không? Đi cho nhanh đi qua cái tutorial nào chị ạ. À, sao vẫn chưa tutorial nhỉ? Nào xem nào. Bấm nút cách. Không. Ô, có sói kìa. Chị phải có cái ấy cơ, chị phải có cái bước này cơ. Lằng nhằng nhỉ? Đây, ra để adlock của chích chích. Đuốc hả? Đuốc là how to làm đuốc đây. Ở ô nào? Đây. Em vứt chị cái đuốc lên này. Đây. Tốt. Nhặt lên. Rồi. Xong kéo mọi đuốc lại vào đống đống lửa. Dạ không có ạ. Ừ, kìa, tìm trong cái thanh của chị thanh không có ạ. Dạ. Chụp màn hình đi, chụp màn hình đi. Nhanh Chúng mình thì không có cái nào cả nhá. Dạ. Cái ở phía bên tay trái cái chị đang cầm đấy thì không kéo được mà. Không có tiền luôn. Còn chống ô 7 ô 8 đây này, tao tự chế nhá. Chế ở đâu? Flashlight à? Không phải. Sao lại có lát lá? Sao lại có? Ồ. Nó là sao tích. Sao tích. Stone. Skip. À, cái gì? Spy sở tích cái gì gì? Ô, không phải. Sở tích thôi dạy sao sở bãi sở tích cái gì nữa đây? Trời sở ạ. ôn này. Ô, đồ chết. Sao ta không có? Trời chết rồi. Sao chị định lại không có con? Nó lát thế nào đấy, không thấy có cái đuốc nào cả. Chụp ảnh vào đây. Nhanh đi. Throwing stone. Nghe buồn như cứt. Lát mẹ rồi. Đâu rồi? Nó thấy đâu hay là hình như nó còn ao mẹ game ra rồi hay sao ấy. Kia kia cái số à, cái số nào không phải chị chụp hình, chị tắt cái bảng ấy đi không, chị chụp hình để nó bình bình thường ấy, ở bên ngoài bình thường chị tắt cái bảng chế tạo đi. Cái sở tích là cái bên cạnh cái sở tôn đấy đấy, bên cạnh cái phía bên trái sở tôn đấy đấy. Bình thường là cái gì? Sở tích bây giờ not enough, thiếu ấy năm miếng gỗ già được đấy, xem nhặt được không nào. 17 đấy, nhặt được rồi. Sở tích đây, nhặt trên tay à, có trên tay mà. Sở tích là rồi, gì nữa? Sau kéo 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 vào bên kéo trong à? cái đống lửa. Rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy đấy, nó hiện nhanh 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 nhanh. Hay phải vứt bớt đi nhỉ. Nhà ơn chị rồi ạ. Nhà xong nó đi đâu rồi ấy? Không thấy ở ô nào nữa. Ở ô nào nữa? Có là 8. Đấy, thấy chưa? Đấy.
Nó lại vứt mẹ ra, nó vứt ra. Ấn xong rồi ấn F để sử dụng. Ấn xong rồi ấn cái gì? Nút E, F thì của chị để sử dụng. E đây. Sao E chị lại vứt ra nhỉ? Ừ. Tất cả là do chị cả khi rồi. Tám này, bảy, bảy này, sáu này. Bình thường nhưng cả ngày cái bình thường. Năm. Đấy, đổi đổi sang cái khác cũng không được không? Đầu option này rồi. Đây, restore the phone này rồi. Ok, được chưa? Đấy, rồi. Cái gì nữa? Hình như ta đang mở hai cửa sổ game nhưng nó bị thế đấy. Đây rồi. Đây, vừa lòng chưa? Đây, thì đuốc đây, bật rồi, ý là thế. Vào đây. Rồi. Máy tính Windows. Start computer này, energy bar này. Cái gì đây? Để đọc thôi à? Time log out. 14 tháng 1 năm 1995, 11:37 tối. Đấy chắc là nhật ký thôi, kệ mẹ không quan tâm. Bây giờ muốn làm gì? Check out the smart... không phải. Nhiệm vụ ở đâu ấy nhỉ? V click đâu? Chả đi báo gì? Có thấy có nút gì đâu mà click. Hay mày nhặt rồi. Nhặt rồi. Ô, Steam Boy này. Check smoke là gì nè? Check smoke là có từ đầu rồi. Bấm mở xem là có map rồi nè. Có map rồi đấy. Đây, đi. Bây giờ mình đi. N. I read fly 816 nhật ký. Đây, quest check item nữa này. Nhưng mà chưa phải. Check out the smoke. Thế ra đây làm gì? Phải ra chỗ khói khói chứ làm gì vậy? Ờ, hình như nhặt cái đấy vừa rồi là để làm make it kiểu kiểu hết. Năm. Đọc đấy. Nấu chết lên đấy. Ăn hết. Mẹ đi con băng à? Chết rồi. Ôi chắc thẳng chạy một thẳng ra cái chỗ có khói đấy, chắc là cái máy bay rơi đấy. À, bấm shift để chạy nhanh. À, chị chưa làm gì hết. À ờ ta nâng một cái chạy hình như thế, ta cũng không chắc. Bấm ship là chạy nhanh à. Với cả con của tao là lực khỏe. Đấy, đấm. Máy mà có máy phát hiện ra chị nữa rồi. Cái gì này? Fire plate to you generator. Oh god. Rock. What's the smell the rotten food à? Từ từ khi phải đặt cái ấy
tôi muốn ngủ rồi. Con thích sao lại ăn tôi ngủ? Nó lại ăn tôi ngủ, trời ơi. Thấy vừa đưa vào mồm. Ôi nó bị loạn nút hay sao nào ấy, cái túi ngủ đâu rồi? Cái shelter đâu rồi? Mở cái nút ra cho tao. À mà mở cái à tao phải làm cái shelter để tao còn ấy. Nâng kỹ năng. Is working đấy, xong rồi này, find out where the power line goes. Mình vừa làm, mình làm gì đây? À, mở khóa hòm. Ô, bảng mạnh điện tử này. Từ từ. Grab cái đồ để ấy mới được. Nâng kỹ năng cho mở rộng ba lô được quá. Ba lô thì có chịu. Tớ tao nâng kỹ năng mở ba lô rồi. Ra thử định cái rồi. Nhiều kim tỏi rồi chứ. Cái này phải mở khóa mới được. Ok. Đấy, mở thêm được một ô ạ. Có cả scrap này. Này sói kìa chị ạ. Ừ. Ôi giời, sói thì kinh lắm. Sói thì theo như được biết là kinh. Ô, nhặt được scrap này. Bây giờ là find out where the power line go. Tìm theo đường dây. Xem cái năng lượng đến đâu. Ui. Mày tưởng tao sợ. Mày tưởng tao sợ. Biết strong nhất ở đây. Ăn thử cái hớp có lên máu không? Nhưng không ăn được. Cố lên. Tìm xem cái chắc nhìn theo cái đèn để biết là cái power. Ủa. Mày để tao biết. Đã chém nó đi. Ok, chết. Nó sắp chết rồi, tao thì cũng sắp chết rồi. Giết nó đi. Nó còn một máu thôi. Kìa, tao sắp chết. Ăn thì chết rồi. Tôi chết rồi. Ăn nấm độc. Nấm chế chín. Này thì cái gì nấu nên ăn được hết. Chỉ đã nấm hút đâu. Tại mày đấy. Mày không có độc thì nấu hay không nó cũng chết mà. Mày bị sao chết thế này. Này chết rồi. Cái băng này thật đấy. Em nghĩ chúng ta không có. Làm gì có cái nào. Continue option invite friend. Save and exit game. Thế này là ấy rồi. Skip gì có nghĩa là có khi chơi đúng. Ủa nó kia còn lợn lòi được. Buồn rồi chị. Cái này có nghĩa là mình đang chơi chính rồi. Okay, chị có phải đi về cái hướng mình ngôi nhà một cam chưa? Có ngôi nhà. Ta đang đi theo cảm tính thôi. Ừ, ngôi nhà 40m. Ngôi nhà là mình đi thôi. Đi lên trên này chị bật. Ừ đúng rồi, có hai cái chạm đỏ kia. Chị
Nhưng mà mẹ tao là mẹ tim đập chân run rồi. Tim đập chân run rồi. 6. Sống đi chị. Này 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 chị ăn chán này đi. Ăn này đi. Ăn cái này đi. Úi dồi ôi đi kìa. Ăn cái này đi. Nghĩ bắp. Vứt bớt cái này ra. Nấm này, nấm tươi này vớ và vớ vẩn. Ồ. Mẹ ngộ độc ấy. Máu tăng rõ nha anh. Thế mày nhìn được máu tao à? Không nhìn được. Con lửa đúng rồi. Sao tao không nhìn được mày? Máu đầy 100%. Làm sao nhìn được người chơi thì Honor to active này. New quest home. Discover này. Rồi, home sweet home đây rồi. Sao lại home sweet home gặp ai mẹ? Biết. Sao biết này. À. Thôi. Sáng này đúng không? Nó bảo là ấy thôi. Enter. Và vào đây thôi, nhiệm vụ thôi. Đi xuống, đi đường vòng. Đây, mở chứ này. Quay lại, quay lại, ok, đây. Ô, dùng scrap chắc là để ấy. Ô, thôi chết rồi. Sao lại tao lại chết? À, gió, nó kia. Sao lại gió? Thấy bão đấy, đấy, tự nhiên nó cứ mất máu dần, không hiểu tại sao. À, lạnh quá. À, ừ, có khi thế. Game như cứt. Đây đi. Chặt cây đi. Gỗ ta đây rồi, gỗ ta đây. Không phải làm cái ấy đi, làm cái ấy đi. Bật bê lên làm cho nó lửa đi chứ này, bật bê. Thiếu ấy, thiếu đá. Đá à, chết này. Thiếu đá, 10 viên đá vứt ra đây làm đi. Tao vứt hết. Ô đây có quả chuối này. À đâu, đấy là răng nanh. Em sắp chết rồi. Thôi chặt cây làm gì, ta đầy nè, gỗ trên đây này. Đầy rồi. À, shelter. Thả ốc shelter mình đâu rồi. Đâu wood, thả thêm gỗ anh chị ạ. Đây, át wood một đống này này. Nó đang chật kín rồi còn lo. Đứng ở đây cho nó lên, đã 37 rồi, 38 rồi. Lên rồi bốn mấy rồi nè, người. Phát đã. Úi dồi ôi. Gỗ này chị ơi. Gỗ ta còn 16 cái không phải lo. 16 cái không được đâu. Tao thì không có đá nữa người. Vật mẹ như này gì chưa biết. Nhặt mấy cái hớp còn chưa đi này. Chưa sử dụng được đây. Không dùng được. Giờ nhớ chị bấm. À có cả. Xong rồi bấm F. Bấm F để sử dụng cái ô đấy. Chắc cái này là phải craft thôi chứ không. À phải trồng. Plant that can be found in the forest. You for maybe. Tôi. Vứt. Giờ chưa phải là lúc nhá. Chật ra. Ô có cả nung đồ nung này. Tao chứ ai? Hỏi lại. Chuyện rất bình thường. Mở rộng ba lô ra. Ngon. À, chết. Sao đấy. Mặt tay mày lại đây. Đây 100% rồi, lạnh gì. 43 4. Sắp đói rồi, thôi đi tìm. Thử vứt cái nấm xem nào.
vào đây chị. Đấm không vứt được. Còn chó này lấy thịt nó luôn. Đang đói, đang đói, đang đói, đang đói, đang đói, đang đói. Ôi thôi chết. Ôi thôi chết. Sao nó chỉ có một. Thôi để lần tới chơi cho nó chuẩn nhá. Mày tét 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 thôi, tét thôi. Và nói lại luôn là đây không phải là ấy đâu nhá. Tutorial đã chơi chính thức rồi đấy.